Viện Sử Toán Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong suốt chiều dài của lịch sử, dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu với biết bao các thế lực lớn nhỏ khác nhau, nổi bật nhất đó là đội quân Mông Cổ. Vào đầu thế kỷ 13, khi nhắc đến đội quân Mông Cổ, chắc hẳn bất cứ quốc gia nào cũng phải khiếp sợ. Bởi lẽ, vó ngựa Mông Cổ đã chinh phục khắp lục địa Á Âu, tạo nên một trong những đế quốc vĩ đại nhất trên thế giới. Thế nhưng, binh đoàn hung hãn ấy đã phải chết đứng bởi quân dân Đại Việt. Thậm chí, trong cuộc chiến đối đầu với quân Đại Việt, hoàng tử Thoát Hoan đã phải chui vào ống đồng để bỏ trốn về nước. Vậy vì sao kỵ binh Mông Cổ tung hoành cả thế giới nhưng lại chỉ sợ mỗi đất nước Việt Nam? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm câu trả lời trong video sau đây nhé! Quân đội Mông Cổ nguy hiểm ra sao? Ở thời điểm cực thịnh của mình, người Mông Cổ đã xây dựng được một đế chế trải dài hơn 9.700 km với diện tích lên tới 24 triệu km2, tương đương với 1/6 thế giới đã rơi vào tay họ. Để chinh phục được một lãnh thổ rộng lớn như thế, người Mông Cổ đã xây dựng cho mình một đội quân thiện chiến bậc nhất. Đầu thế kỷ thứ 13, theo ước tính, có khoảng 100.000 binh sĩ Mông Cổ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Quân đội được xây dựng từ những tổ 10 người, đơn vị lớn nhất của họ là cấp sư đoàn với khoảng 1 vạn binh lính. Tuy nhiên, số lượng không phải là ưu điểm của họ. Dân số Mông Cổ khi ấy cũng không quá dư thừa. Thay vào đó, họ tập trung phát triển những chiến thuật độc đáo và kỹ năng tác chiến tinh nhuệ cho quân đội. Vốn là dân du mục, lớn lên trên yên ngựa, người Mông Cổ nổi tiếng thiện chiến, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Kỵ binh Mông Cổ cơ động và cực kỳ nguy hiểm đã gieo rắc nỗi khiếp sợ cho tất cả những mảnh đất họ đi qua. Thời bấy giờ, quân Mông Cổ chính là những người ham chinh phục nhất thế giới. Họ đã chiếm toàn bộ Trung Hoa, Triều Tiên, Miến Điện, Ba Tư, một phần phía nam nước Nga, các nước Tây Á và vươn tận đến Đông Âu. Người châu Âu trong cơn hoảng loạn đã nói rằng vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được chỗ ấy. Người Đức thì run rẩy, Chúa cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của tác ta Mông Cổ. Giải đất Đại Việt nhỏ bé ở phương Nam trong mắt đội quân hung hãn ấy thực sự chẳng bõ bèn gì. Thế nhưng thật kỳ lạ, cả ba lần xuất binh tiến đánh vào các năm 1257, 1285 và 1287, người Mông Cổ đều chuốc lấy bại vong. Thậm chí, trong cuộc chiến năm 1285, hoàng tử Thoát Hoan còn phải chui vào ống đồng bỏ trốn về nước. Vậy, lý do của tất cả những chuyện này là gì? Hào khí Đông A của nhà Trần. Thời điểm người Mông Cổ làm chủ Trung Nguyên, lập ra nhà Nguyên, ở Việt Nam, nhà Trần cũng tiếp quản ngai vàng một cách êm thấm từ nhà Lý. Khi lên nắm quyền, các vua Trần ra sức củng cố thực lực quốc gia, trong trừ nghịch tặc, thu vén quyền binh, ngoài giao hảo với lân bang. Đây cũng là thời điểm Đại Việt xuất hiện nhiều nhân vật kiệt xuất, có tài kinh bang tế thế. Nổi bật hơn cả là Thái sư Trần Thủ Độ và quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn. Sau này cả hai người chính là đầu tàu dẫn dắt các cuộc kháng nguyên của quân dân Đại Việt. Nhân tài đất Việt thời kỳ này phải nói là trăm hoa đua nở, với tầng lớp quý tộc đầy phẩm chất, giàu lòng yêu nước cũng như những anh hùng xuất thân áo vải. Có thể kể ra những cái tên nổi bật nhất như Yết Kiêu, Giã Tượng, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toàn, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư. Võ tướng văn thần hai bên đều có hào kiệt. Đây cũng là thời đại mà văn minh Đại Việt phát triển lên đến đỉnh cao. Các nhà sử học cũng nhận ra khí chất chung của thời đại này và gọi nó là hào khí Đông A. Chỉ xét riêng về mặt quân sự, nhà Trần đã tỏ ra không hề lép vế với vương triều phương Bắc. Số lượng binh sĩ thường trực lên tới 10 vạn người, các đơn vị quân đội gọi là quân, đứng đầu là một đại tướng quân, mỗi quân có khoảng 7.500 binh sĩ. Các vua Trần còn tích cực sử dụng chính sách ngụ binh ư nông, luân chuyển cho binh sĩ về quê cày ruộng. Khi có chiến tranh, vua Trần thường ra lệnh tổng động viên, đại xá thiên hạ, tuyển mộ binh sĩ cả nước. Trong cuộc kháng nguyên lần thứ hai, sau lệnh đại xá, nhà Trần đã tuyển mộ được khoảng 30 vạn quân, hoàn toàn đủ sức đánh trả đại quân Nguyên Mông. Chiến thuật thông minh của quân Trần. Dù cũng thuộc hàng thiện chiến, nhưng so với kỵ binh Mông Cổ, quân nhà Trần vẫn còn nhiều thua thiệt. Quân Mông Cổ đã quen chiến trận, đánh khắp Á Âu, cơ động, thiện chiến, lại thích nghi được với nhiều địa hình, khí hậu và có chiến thuật thông minh. Trong khi đó, quân nhà Trần là ngụ binh ư nông, nửa năm làm ruộng, nửa năm đi lính, cũng chưa từng có kinh nghiệm giao chiến đáng kể nào. Vậy nên ngay từ đầu, chiến thuật đã là yếu tố quyết định đến thành bại của cuộc chiến. Trần Thủ Độ và sau này là Trần Hưng Đạo
đã luôn thống nhất dùng binh theo nguyên tắc này. Dĩ đoản binh, chế trường trận, nghĩa là lấy ít địch nhiều, dùng quân nhỏ đánh tập kích để chế ngự đại quân địch vốn quen dàn trận lớn. Năm 1300 trước khi mất, Trần Hưng Đạo đã để lại di ngôn cho vua Trần, đúc kết lại thành công của các cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông như sau. Vừa rồi ở Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh, dùng đoàn chế trường là sự thường tình của binh pháp. Đoàn binh mà Trần Hưng Đạo nói là sử dụng gươm giáo, bộ binh, dùng các loại bẫy, lối đánh phục kích, cận chiến. Còn trường trận thì chính là dàn quân rộng, dùng kỵ binh, cung tên, tốc chiến tốc thắng. Chiến thuật này đã tỏ ra hiệu quả không ngờ. Trong cả ba lần quân Nguyên động binh đánh Đại Việt, vua quan nhà Trần đều chủ động rút lui trước, tránh thế mạnh của địch, đưa vào cuộc chiến về thế lâu dài giằng co. Kỵ binh Mông Cổ vốn quen tác chiến trên những thảo nguyên, địa hình rộng, thoáng, nay phải hành quân vào một vùng đất lạ nhiều ao hồ, sông suối, núi non hiểm trở, lại có hầm hố, bẫy phục kích răng khắp nơi. Chính quan quân nhà Nguyên đã phải thừa nhận, người giao chống lại quan quân tuy mấy lần bị bại nhưng tăng binh thêm lắm, quan quân mệt nhọc, tử thương nhiều, quân kỵ của Mông Cổ không thể thi triển kỹ năng. Quân Mông Cổ giỏi đánh phủ đầu, thường dùng chiến thuật xuất kỳ bất ý, tung đòn lúc đối phương không ngờ nhất. Tuy nhiên, chiến thuật đoàn binh của quân Trần khiến quân phương Bắc không thể thi thố được khả năng, dần lún sâu vào vũng lầy. Đến khi địch đã mỏi mệt, phòng ngự lòng lẻo, quân Trần bất ngờ phản công, tập trung toàn bộ mũi nhọn binh lực cho những trận quyết chiến lớn. Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết là những quả đấm thép hạ đo ván quân Nguyên. Chiến lược vườn không nhà trống. Trong cả ba lần kháng quân Nguyên vào những năm 1257, 1285 và 1287, quân nhà Trần dường như tuân thủ tuyệt đối một sách lược gọi là thanh dã, tức là bỏ vườn không nhà trống, triệt thoái toàn bộ, thoái lui. Năm 1257, quân Trần rút khỏi Thăng Long, lui về giữ Thiên Mạc. Quân Mông Cổ thiếu lương, dần dần mất đi nhuệ khí. Quân nhà Trần thừa cơ phản công, thắng lớn ở Đông Bộ Đầu, đẩy lui cuộc xâm lược lần thứ nhất. Năm 1285, trước thế mạnh như trẻ tre của quân Nguyên, vua tôi nhà Trần quyết định dùng kế thanh dã, rút khỏi Thăng Long, lui về Thiên Trường dưỡng binh, chờ thời cơ. Quân Nguyên chiếm được Thăng Long, nhưng đó vốn chỉ còn là một thành trì rỗng không. Trần Hưng Đạo sau đó chỉ huy 1.000 chiến thuyền đánh vu hồi vào sau lưng địch ở Vạn Kiếp. Quân Nguyên không kịp trở tay, rơi vào thế nguy khốn. Sau đó, những trận quyết chiến phản công dồn dập trong vòng một tháng ở Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương của quân Trần đã đánh bật quân Nguyên khỏi Thăng Long, truy kích đến tận biên giới. Thoát hoan phải chui vào ống đồng, bỏ chạy về nước. Chiến lược vườn không nhà trống này quả thực gây ra quá nhiều khó khăn cho đại binh Mông Nguyên. Minh Sử chép lại tình cảnh của quân Nguyên sau khi vào Thăng Long như thế này. Ngày hôm sau, Trấn Nam Vương vào thành, thấy cung điện trống không, chỉ còn lưu lại chiếu sắc đã gửi đến cùng điệp văn của Trung Thư Tỉnh, bèn cho hủy hết. Khi thi triển kế thanh dã, Trần Hưng Đạo đã điểm trúng một tử huyệt của quân địch, đó là vấn đề lương thực. Kỵ binh Mông Cổ xưa nay tác chiến đều không mang theo quá nhiều lương thực. Khi hành quân, phụ nữ thường lùa gia súc theo cùng, hai bên có quân theo kèm bảo vệ. Đoàn gia súc này chính là lương thực của họ. Sữa thì để uống, thịt thì để ăn. Quân Mông Cổ ưa thích lối đánh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nuôi quân bằng lương thực, chiến lợi phẩm cướp bóc được trên đường tấn công. Do đó khi đối phương chủ động triệt thoái, tiêu hủy hậu cần, lương thực, quân Mông Cổ lập tức xa lầy. Trong lần tiến quân năm 1285, có đến gần nửa triệu quân Mông Nguyên tràn sang Đại Việt. Đảm bảo lương thực cho số lượng binh sĩ lớn như vậy, trong bối cảnh nhà Trần dùng kế vườn không nhà trống là một nhiệm vụ bất khả thi. Lương cạn, nhuệ khí dao động, lại bị quân nhà Trần tập kích, tiêu hao sinh lực liên tục, quân Nguyên trở nên bối rối hoang mang. Kết quả là chỉ sau vài trận đánh vu hồi, tập kích chiến lược, quân Trần đã phá tan cường địch. Ngoài ra, khí hậu khắc nghiệt của phương Nam cũng gây ra nhiều khó khăn cho quân Nguyên. Quân Nguyên gồm bộ phận tinh nhuệ nhất là kỵ binh Mông Cổ, vốn đã quen với thủy thổ, khí hậu Trung Nguyên. Phương Bắc, nhất là Mông Cổ vốn lạnh, khô, không có mùa hè nóng ẩm khó chịu như ở phương Nam. Thủy thổ không quen, quân Nguyên ngã bệnh rất nhiều. Kỵ binh Mông Cổ khét tiếng, hầu như không còn đất diễn. Sinh lực giảm sút, tinh thần hoang mang, thua trận chỉ còn là chuyện trong sớm tối vậy.
Quý vị thân mến, với chiến công 3 lần đánh bại giặc Mông Nguyên, nhà Trần đã ghi vào sử sách một trong những triều đại rực rỡ nhất. Đặc biệt, để có được những chiến thắng vang dội đó, không thể không nhắc đến những vị tướng có tài cầm quân xuất chúng, khiến cho quân Nguyên Mông phải kinh hồn bạt vía. Nói đến đây, quý vị có đoán được đó là những vị tướng nào hay không? Nếu chưa, thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé! Thứ nhất là Trần Khánh Dư, danh tướng bán than tài ba. Trần Khánh Dư sinh năm 1240, mất năm 1340, hiệu là Nhân Huệ Vương. Dù có nhiều tật xấu, bị sử sách phê phán, nhưng ông là tướng rất tài giỏi. Trong 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên, Trần Khánh Dư đều lập công lớn, tiêu biểu là chiến thắng Vân Đồn cuối năm 1287. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trước đó vì mắc tội, Trần Khánh Dư bị phạt đánh 100 roi, tước hết gia sản, đuổi về quê, làm nghề đốt than kiếm sống. Sau này, Trần Khánh Dư được vua Trần Nhân Tông tha tội, cho phục chức, cầm quân giết giặc lập công. Cuối năm 1287, dưới sự chỉ huy của Trần Khánh Dư, quân Trần đã đánh tan đoàn thuyền chở 170.000 thạch của nhà Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy. Chiến thắng của Trần Khánh Dư khiến quân Nguyên rơi vào thế bị động. Trên đường rút lui, chúng đã bị Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão đánh cho tan tác. Thứ hai, đó là Phạm Ngũ Lão, hổ tướng đánh đâu thắng đó. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là tướng xuất sắc của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông vốn người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong gia đình có mấy đời chuyên làm nghề nông. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, 1285, Phạm Ngũ Lão cùng Trần Quang Khải tiến đánh Trương Dương Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền lớn của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, ông phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường rút lui chạy lên biên giới phía bắc của chúng. Trong kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba năm 1287-1288, Phạm Ngũ Lão cùng với các tướng bảy trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng, truy đuổi quân của Thoát Hoan trên đường bộ. Ngoài ra, Phạm Ngũ Lão còn 3 lần cất quân đi trừng phạt quân Ai Lao, 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành. Theo những tư liệu lịch sử còn lưu lại đến nay, suốt sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của mình, Phạm Ngũ Lão chưa hề thất bại. Thứ ba là Trần Nhật Duật, danh tướng toàn tài, nhà ngoại giao lỗi lạc. Triều Văn Vương Trần Nhật Duật, sinh năm 1255, mất năm 1330, là con trai thứ 6 của vua Trần Thái Tông. Ông là danh tướng nổi tiếng nhà Trần, với những công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 2 và thứ 3. Trần Nhật Duật chính là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử năm 1285. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: công đánh giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả. Ông còn được sử sách ghi nhận là nhà ngoại giao xuất sắc của nhà Trần, nhờ giỏi ngoại ngữ, biết nhiều thứ tiếng, phong tục tập quán của các nước lân bang. Trần Nhật Duật từng thu phục thủ lĩnh quân nổi loạn Trịnh Giác Mật ở Đà Giang, khiến sứ thần nhà Nguyên nể phục vì biết hết phong tục tập quán của họ. Tài năng và công lao bao trùm triều chính, nhưng Trần Nhật Duật lại là một người nhã nhặn, độ lượng, mừng giận, không lộ ra sắc mặt. Trong việc nước, ông rất trung thực và thẳng thắn, xứng đáng là danh tướng văn võ toàn tài trong sử Việt. Thứ tư, đó là Quốc Công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng kiệt xuất nhất của triều Trần hiển hách, một trong những vị tướng tài giỏi nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Cuộc đời của Trần Quốc Tuấn gắn liền với chiến công 3 lần đánh bại giặc Mông Nguyên, đội quân hung hãn và tàn bạo nhất thế giới trong thế kỷ thứ 13. Chiến thắng đã đưa ông trở thành một trong những nhà quân sự kiệt xuất của lịch sử thế giới. Ngoài tài năng về quân sự, Trần Hưng Đạo còn để lại cho hậu thế những tư tưởng lớn, trong đó nổi bật là lấy dân làm gốc như lời khuyên của ông dành cho vua Trần Anh Tông trước khi qua đời. Khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền là thượng sách giữ nước. Theo một số tài liệu lịch sử, ngay cả quân Mông Nguyên đương thời cũng không dám gọi thẳng tên ông, chúng chỉ thường gọi là An Nam Hưng Đạo Đại Vương. Thứ năm, đó là Trần Quang Khải, danh tướng cướp giáo giặc. Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294, là nhà quân sự ngoại giao, nhà thơ lớn của dân tộc. Ông từng nắm giữ những cương vị chủ chốt trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ 2 và thứ 3. Sinh thời, ông từng được phong tước Chiêu Minh Đại Vương,
tướng quốc thái úy, thượng tướng thái sư nắm giữ quyền nội chính. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2 và thứ 3, Trần Quang Khải là vị tướng chủ chốt thứ 2 chỉ sau Trần Quốc Tuấn, có nhiều công lao lớn trên chiến trường. Thượng tướng Trần Quang Khải chính là chỉ huy tối cao trong trận đánh tan quân Nguyên Mông ở Trương Dương và Thăng Long, khôi phục kinh thành vào cuối tháng 5 năm 1258, được sử sách đánh giá là chiến công to lớn nhất lúc bấy giờ. Trần Quang Khải còn là nhà ngoại giao tài giỏi, nhà thơ lớn của dân tộc với nhiều tác phẩm có giá trị cho nền văn học của nước nhà. Quý vị thân mến, như vậy, trong các thế kỷ 13-14, Mông Cổ được xem là đội quân bách chiến bách thắng. Họ chưa từng thất bại trong chiến dịch quân sự xâm chiếm các nước trên thế giới. Nhưng họ đâu ngờ rằng, cả 3 lần xâm chiếm Đại Việt, quân Mông Cổ đều nhận lấy kết cục hết sức bi thảm. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.